Vợ ơi, vợ à, chồng về rồi nè. Chịu về rồi sao? 5 giờ xe cập bến mà 8 giờ anh mới về nhà. Hôm nay anh gặp mấy đứa bạn cũ, ngồi uống cà phê với tụi nó một chút mà. Phải không? Nữa à, lại ghen nữa à. Em có nói gì đâu mà ghen. Bởi vì á, người ta nói đúng mà. Người ta nói cái gì? Người ta nói á, người ta thường nói đúng sự thật mà. Mấy người tài xế rất là đào hoa, lên xe xuống bắc qua phà. Cô nào nhan sắc mặn mà dễ thương là hả? Em à, ngồi cạnh anh đây, tiện bề lên xuống về nhà cho nhanh. Mấy anh cũng khéo sắp à, ông già bà lão cho ra ngồi phía sau, để trước cho mấy anh thoải mái mà tán tỉnh đúng không? Ôi là trời. Người ta thường nói đúng sự thật mà, đàn bà con gái mấy người hay ghen. Đa nghi si diện đủ điều, tối ngày tơ tưởng trong mình lăng nhăng. Đi khuya cũng bảo sao kỳ, về trễ cũng bảo la cà với ai. Khổ thân cho mấy bác tài, đàng hoàng đi nữa cũng cho là trăng qua. Chồng ơi, không biết thế nào, chứ chồng em biết quá mà phải không? Đẹp trai, ăn nói ngọt ngào, đặc biệt con gái rất là ga lăng. Hỏi sao không có người mê, lâu ngày cũng bén dễ gì mà anh thương. Trời ơi, ngó xuống mà coi, vợ gì ghen quá sống sao đây hỡi trời. Cuộc đời ai giống ai đâu, quơ chi cả nắm họ nghe mất lòng. Vợ chồng sống phải tin nhau, ghen chi bóng gió để rồi mất vui. Không có lửa làm sao có khói, em nghe nhiều người nói lắm rồi đó nha. Người ta nói gì? Người ta nói á, ê, có một lần tao đi xe á, thấy chồng mày nói chuyện với nhỏ nào suốt cả buổi, về còn xin số điện thoại nữa đó. Thì mình chạy xe, người ta xin số, để khi nào người ta đi, người ta gọi mình. Phải rồi, đi thì gọi, nhưng không biết gọi đi đâu à. Trời ơi, khổ quá à. Khổ không? Người ta thường nói đúng sự thật mà, đàn bà con gái mấy người hay ghen. Đa nghi si diện đủ điều, tối ngày tơ tưởng trong mình lăng nhăng. Đi khuya cũng bảo sao kỳ, về trễ cũng bảo la cà với ai. Khổ thân cho mấy bác tài, đàng hoàng đi nữa cũng cho là trăng qua. Chồng ơi, không biết thế nào, chứ chồng em biết quá mà phải không? Đẹp trai, ăn nói ngọt ngào, đặc biệt con gái rất là ga lăng. Hỏi sao không có người mê, lâu ngày cũng bén dễ gì mà anh thương. Trời ơi, ngó xuống mà coi, vợ gì ghen quá sống sao đây hỡi trời. Cuộc đời ai giống ai đâu, quơ chi cả nắm họ nghe mất lòng. Vợ chồng sống phải tin nhau, ghen chi bóng gió để rồi mất vui. Vui gì nổi với mấy ông chồng đào qua. Phải mà, mở dân anh tới miệng mèo, không ăn cũng quay hủi chứ, dễ gì mấy ông bỏ qua. Nhưng mà anh đâu thích ăn mỡ đâu. Không thích ăn mỡ, vậy là thích ăn trái cây đúng không? Quýt nè, cam nè, hay là thích ăn bưởi? Trời ơi, để mai anh nghỉ lái xe, về lấy máy cài, máy bay cho em vừa lòng. Đó, vậy là thích lái máy bay nè. Trời,
mô Phật